Vâng ạ, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Cao. Ở trong clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu và gửi đến các bạn một số những cái thông tin và hình ảnh về cái cây thuốc, cây lược vàng. Thật ra thì cây này ở trên tôi không có và tôi phải đi xin về. Đó. Đây các bạn. Đây chính là cây lược vàng đấy các bạn. Đấy. Hôm nọ tôi đi xin được 3 cây. Thật ra thì nó xin vậy thôi chứ còn cái này tôi đi mua về. Một cây 20.000 các bạn ạ. Tức là ở trên tôi nó không có. Tôi chưa từng thấy cái cây lược vàng này ở trên vùng cao tôi bao giờ. Và đặc biệt là ở bản tôi ấy. Tức là những cái ở địa phương chúng tôi thì tôi chưa thấy. Nên là khi mà bắt gặp cái này ở thành phố thì tôi hỏi và tôi mua về 3 cây này tổng cộng là 60.000. Đấy tôi nói một chút cho các bạn biết. Và bây giờ tôi đang trồng ở đây. Hôm nọ thì nó có mấy cây mầm ấy. Nó mọc cái chồi non nhưng mà nó rất là dễ gãy. Nên là họ hai cái chồi kia nó gãy mất rồi. Đấy, và trồng như này là không biết là nó có sống được không. Đấy. Đây các bạn. Khi mà nhìn như này thì các bạn có thể là nhận ra cây này là cây lược vàng. Tôi cũng không biết mà mô tả cây này như nào. Mà đặc điểm là các bạn này. Các bạn nhìn thấy cái lá của nó này. Nó mọc. Nó cứ mọc chéo ấy, như kiểu là mọc ra thành hoa ấy. Và cây này thì tôi để ý ở những cái khu vực thành phố thì có rất là nhiều người ta lấy cây này về để trồng làm cảnh đấy các bạn. Đấy. Đây. Vâng, thì hôm nay clip ngày hôm nay thì tôi cũng dựa vào một số những cái thông tin mà tôi tham khảo. Tôi muốn đưa lên đây để cho tất cả mọi người tham khảo và hy vọng đó là những cái thông tin nó hữu ích để mà giúp cho tất cả mọi người thôi. Khi mà các bạn gặp những cái cây thuốc như này và đặc biệt là cây lược vàng như này thì các bạn biết được cái cây này là một cái cây thuốc chữa bệnh đấy. Và bây giờ thì tôi không nói lòng hoàng nữa. Cái thứ nhất, khi mà dùng cái cây lược vàng này các bạn này thì các bạn hái về rồi các bạn rửa thật sạch, sau đó là các bạn phơi khô. Đấy, phơi khô, rửa sạch, cắt một cái lá như này, các bạn có thể cắt thành đôi ra. Cắt đôi ra rồi sau đó phơi khô rồi cho vào cái túi và các bạn buộc thật kín vào. Rồi để dùng dần thì nó sẽ đỡ hỏng hơn. Đó. Và những cái trường hợp mà sử dụng cái cây lược vàng này thì cái thứ nhất là những cái trường hợp mà bị đau dạ dày này, bị viêm loét dạ dày này, chúng ta dùng cái cây này rất tốt. Và cái trường hợp thứ hai là những cái trường hợp mà bị đau mắt này, bị hen suyễn này, ho khan này, chúng ta cũng có thể dùng cây này, nó khá là hiệu quả. Và cái thứ ba, những cái trường hợp mà bị mẩn ngứa này, đó, bị đau răng nhé các bạn. Mẩn ngứa này, đau răng này, các bạn cũng có thể dùng cái cây này, nó rất là tốt. Và những cái trường hợp mà bị tiểu đường ấy các bạn, bị tiểu đường cũng dùng cây này. Và bị bệnh gút này, các bạn cũng có thể dùng cây này. Và những cái trường hợp mà bị đau lưng, các bạn cũng có thể dùng cây này. Đấy, ngoài ra thì chắc chắn là còn khá là nhiều. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà một số trường hợp mà bị ung thư vào họng đấy các bạn. Đấy, tôi đã được xem qua sách báo về một số cái trường hợp mà bị ung thư vào họng mà dùng cây này là đã từng trị khỏi. Đấy. Có một trường hợp mà tên của bà ấy là bà Chính, đã từng đi bệnh viện ca chữa trị nhưng mà không khỏi và đã bị bệnh viện trả lại. Sau đấy là bà về là nghe thấy người dân địa phương bảo tìm cây lược vàng này về uống, thì sau đấy bà tìm về uống thì đã khỏi và trở thành một cái người bình thường sau một thời gian sử dụng rất là ngắn.
Đấy, đấy là những cái thông tin tôi tìm hiểu ở trên cái sách báo. Đó. Vì thực ra thì cây này ở trên tôi là không có, nên là tôi cũng theo kinh nghiệm dân gian địa phương thì nó cũng không phải, mà tôi phải sử dụng, tôi phải đi tìm hiểu ở trên cái cuốn sách về những cây thuốc để mà đưa đến những cái thông tin này để cho tất cả các bạn tham khảo. Và clip này thì không, hy vọng là các bạn sẽ làm theo tôi, chỉ trừ những cái trường hợp mà bí quá đấy, các bạn không thể nào mà tìm ra được cái phương thuốc hay nữa, những cái phương thuốc hiệu quả nữa để chữa bệnh, thì các bạn có thể áp dụng, biết đâu đấy nó cũng có thể là chữa khỏi cho các bạn đó. Và bây giờ thì tôi đưa cho các bạn một số cái thông tin về cách sử dụng cái cây lược vàng này. Cái khi mà chúng ta sử dụng thì dùng cái cây khô ấy, thì các bạn có thể lấy khoảng từ 15 đến 30 gram. Đấy, cây lược vàng khô này các bạn rửa qua bằng nước sạch, sau đó đun sôi với khoảng 500ml nước, sắc còn khoảng 200ml nước thì các bạn có thể dùng được. Và nó có thể sử dụng làm thuốc hàng ngày, rất là tốt. Đó, và một cái lưu ý nữa, các bạn không nên sử dụng qua đêm nữa các bạn. Đấy, hôm nay các bạn dùng xong những còn thừa thì các bạn đổ đi, xong hôm khác các bạn cứ đun, các bạn sắc lại, chứ các bạn không để qua đêm. Rồi, cái thứ hai nữa, khi mà sử dụng cái cây lược vàng tươi này thì các bạn có thể lấy khoảng 50 gram lá này, các bạn giã giã nát lấy cái nước cốt này, hoặc là các bạn ăn cả bã nó cũng rất tốt. Sau đó cho một giọt mật gấu vào. Đấy, những cái trường hợp nhà nào chúng ta có mật gấu thì các bạn có thể cho thêm một giọt mật gấu vào để nó tăng cái công dụng của cây lược vàng này. Và các bạn có thể ăn sống mỗi ngày một lần, và các bạn ăn vào những cái lúc đói thì nó có thể chữa trị về cái vấn đề mà bị đau dạ dày này, viêm loét dạ dày này. Đấy, nó chính là cây này nhé các bạn nhé. Đây là cây lược vàng này. Đó. Đây. Đấy là một số cái thông tin tôi muốn gửi đến tất cả các bạn thôi. Hy vọng đây là cái thông tin hữu ích để cho tất cả mọi người tham khảo. Đây, tôi chỉ có 3 cây này thôi. Tôi quay cho các bạn xem một chút và gửi đến các bạn những cái hình ảnh, những cái thông tin như vậy. Chắc chắn là những cái mà tôi đưa ra thì nó còn thiếu rất là nhiều. Và đặc biệt là các bác, những người làm về cây thuốc nam, hoặc là các bác đã có kinh nghiệm sử dụng cây thuốc này, cây lược vàng này, có xem được cái clip này thì vui lòng ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến để cho tôi có thể hoàn thiện hơn những cái kiến thức của mình, để góp phần đưa cho mọi người nhiều thông tin bổ ích hơn nữa về những cái bài thuốc nam ở địa phương chúng tôi hay là ở cái khu vực khác nữa. Đấy. Và một lần nữa thì tôi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Cuộc Sống Vùng Cao của tôi, cũng như là một số những cái cây thuốc nam mà tôi gửi đến. Đây chính là 3 cái cây lược vàng mà tôi mua về. Trị giá của 3 cây này về mặt vật chất đó là 60.000. Đấy, mỗi cây nó 20.000. Tổng là 3 cây nó rơi vào 60.000 tôi mua về. Đó, tôi mua về hy vọng là nó sẽ lớn lên và có thể nó có tác dụng chữa bệnh sau này khi mà tôi cần đến. Đấy. Còn ngoài ra thì đây các bạn, ở trên này thì có khá là nhiều. Tôi chỉ cho các bạn xem một chút thôi. Đây cây thái lai tía này các bạn. Đây. Đây chính là cây thái lai tía. Ngày trước tôi đã có một cái clip giới thiệu về cây này này. Ngoài ra nữa còn có khá là nhiều. Đây. Tại vì đây là cái khu vườn thuốc của tôi. Đây chính là cây hoàng tinh này các bạn này. Đó. Cây hoàng tinh, củ của nó mọc ở dưới này. Đây.
Nó mọc mầm ra rồi. Lá của cây này nó như này này, nó ra hoa màu đỏ nha các bạn. Giờ xung quanh đây các bạn có thể nhìn rõ. Đây chính là cái cây mật gấu đấy, cây hoàng liên Oro đấy. Đấy, cây này là cây mật gấu Bắc nha các bạn. Còn mật gấu Nam là lá của nó khác. Đấy. Rồi, như vậy thôi. Tôi chỉ đưa cho các bạn xem một số những cái hình ảnh như thế này thôi. Hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích để cho tất cả mọi người tham khảo. Và mong muốn làm sao nhận được sự ủng hộ, sự ủng hộ và góp ý chân thành của tất cả các bạn, để cho tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Có thể tôi nói nó dài dòng, nhiều bạn không thích, nhưng mà gọi là cái đấy là cái của tôi rồi, tôi chưa thể nào mà thay đổi ngày một ngày hai được, nên là rất là mong các bạn thông cảm và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.